Chào mừng tất cả quý vị trở lại với kênh Tham quan Đất Mỹ Channel. Em xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan Đất Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật thông tin về việc Việt Nam mở lại đường bay thương mại quốc tế thì hôm nay em xin chia sẻ đến quý vị thông tin Việt Nam khôi phục đường bay quốc tế từ tháng 1 năm 2022. Chính phủ đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tối ngày 10 tháng 12. Theo đó, Việt Nam đang thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, việc mở lại các chuyến bay quốc tế theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải là cần thiết nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Chủ trương này nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, du lịch, không để Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam được về quê hương trong bối cảnh Tết Nguyên đán nhâm dần sắp đến. Phó Thủ tướng đồng ý khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao trước mắt: Bắc Kinh, Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bangkok, Singapore, Phnom Penh, San Francisco và Los Angeles. Việc mở lại đường bay phải trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt. Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, doanh nghiệp, người dân. Bộ Ngoại giao tiếp tục chủ trì phối hợp với Bộ Y tế đàm phán sớm thống nhất với các nước, vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine, ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm. Các Bộ Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm khai thác báo y tế. Các Bộ Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm khai báo y tế áp dụng chung đối với việc đi lại bằng đường hàng không để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách, hoạt động của các doanh nghiệp hàng không cũng như công tác theo dõi y tế, kiểm soát, truy vết người nhập cảnh. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ theo kế hoạch đã được phê duyệt, kịp thời tổng kết, đánh giá và kiến nghị điều chỉnh hợp pháp phù hợp với tình hình thực tế. Trong bối cảnh Việt Nam có tỷ lệ tiêm vaccine cao, các bộ đã nhất trí chủ trương mở lại đường bay quốc tế thường lệ. Thì đó là một cái tin vui, rất là vui cho tất cả kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, chuẩn bị tinh thần trở về quê hương trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Những quý vị anh chị cô chú nào đó mà có nhu cầu đi về Việt Nam trong cái tháng 1 năm 2021 chuẩn bị về Việt Nam để mà thăm gia đình cho dịp Tết Nguyên đán thì vui lòng liên hệ em sau ngày 15 tháng 12 để mà em cho một cái giá vé máy bay tốt nhất cũng như là cho quý vị biết những cái lịch bay như thế nào để mà quý vị đăng ký những cái chuyến bay trở về Việt Nam trong cái thời gian sắp đến nha quý vị. Thì em bán vé máy bay cho 50 tiểu bang của nước Mỹ và tất cả các nước trên thế giới về Việt Nam, và cũng là bán vé máy bay chiều ngược lại từ Việt Nam qua Mỹ và qua tất cả các nước. Nếu mà quý vị anh chị cô chú nào có nhu cầu mua vé máy bay, xin liên hệ em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 714-244-8834. Xin vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Và sau đây thì em xin giới thiệu sơ qua về cái thông tin dịch vụ bên em chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam, như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả các hộ chiếu đã hết hạn từ lâu, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, chỉ có các giấy tờ Việt Nam như là giấy khai sinh, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, gia hạn passport Mỹ,
Thì những quý khách nào mà có cái bát bò Mỹ bị hết hạn thì bên em sẽ gia hạn lại cho quý vị bát bò Mỹ nha quý vị. Visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ, gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin giải thích ở đây cái dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Khi quý vị có cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị một cái bằng lái xe quốc tế để khi mà về Việt Nam quý vị cũng có thể lái xe ở Việt Nam được. Cái bằng lái này mình lái xe hai bánh cũng được, lái xe từ 4 bánh trở lên cũng được nha quý vị. Có thời hạn là 10 năm. Xin bằng lái xe quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Thì những quý khách nào có bằng lái xe quốc tế khi mà quý vị đến Mỹ em cũng có thể làm cho quý vị một cái bằng lái xe ở Mỹ để quý vị có thể lái xe ở Mỹ được luôn nha quý vị. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp cần người cô sai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Quý vị thân mến, khi mà em bán vé máy bay cho 50 tiểu bang của nước Mỹ thì khi nào mà quý vị ở 50 tiểu bang mà quý vị mua vé máy bay khi mà đến Cali quý vị cần hỗ trợ thì em sẽ có xe dịch vụ tại sân bay để đón khách tại sân bay hỗ trợ quý vị trong cái việc di chuyển trong sân bay để quý vị không có bị lạc đường, cũng như dành cho những quý khách nào mà không có biết tiếng Anh, không có biết đường thì em sẽ hỗ trợ xe dịch vụ đón quý khách tại sân bay nha quý vị. Quý vị thân mến thì em mới vừa có một cái kênh YouTube mới nữa, đó là cái kênh mà Thúy Hằng News. Thì cái chữ Thúy Hằng là viết thường không viết hoa. Thì đó là một cái kênh mới để mà hỗ trợ cho cái kênh chính này. Khi mà cái kênh chính này có bị trục trặc về kỹ thuật thì em sẽ dùng kênh đó để mà chia sẻ thông tin cho quý vị. Nếu quý vị nào có thời gian hãy vui lòng vào cái kênh mà Thúy Hằng News. Em sẽ up video mới trong tuần tới. Thì quý vị nhớ ủng hộ em dùm cái kênh Thúy Hằng News luôn nha quý vị, để mà em có một cái kênh phụ để mà hỗ trợ những cái lúc mà chính này nó bị trục trặc về kỹ thuật thì em cũng có chỗ để mà chia sẻ thông tin cùng quý vị. Quý vị hãy vui lòng ủng hộ em kênh mới dùm nha. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn rất là nhiều. Nếu quý vị thấy video của em hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp giùm em nha. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ mà em mới vừa giới thiệu ở trên, cũng như là cần mua vé máy bay đi về Việt Nam, hoặc là cần vé máy bay từ Việt Nam qua Mỹ, hoặc là cần làm những cái bằng lái xe quốc tế, hoặc là đổi hộ chiếu, hoặc cần làm về những cái dịch vụ về di trú, thì vui lòng hãy liên hệ em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 714-244-8834. Hãy vui lòng kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để tiện lợi trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Em xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chân thành tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!